Các bạn thân mến, sau một thời gian chờ đợi thì hôm nay Nguyên Thành rất vui khi gửi đến các bạn câu chuyện Dân gian dị chuyển. Câu chuyện thứ 28, Hình xăm hồ ly trên xác chết. Dưới sự dẫn dắt của Đức Thanh, sau khoảng nửa canh giờ, chúng tôi ra khỏi con phố cổ. Khi vừa bước ra ngoài, mặt tôi đờ đẫn một lúc. Khi mở mắt ra lần nữa thì đã đứng trước cửa một siêu thị nào đó. Nơi đây cách nhà tôi không quá xa, chỉ khoảng 3 phút đi bộ là tới. Tôi ngẩn ngơ một lúc, vừa nãy đi trên con phố cổ kia vừa mệt vừa khát, tưởng chừng rất lâu, nhưng chỉ trong nháy mắt đã ra khỏi đó, giống như chìm vào một giấc mộng. Dù tình cảnh khi đó rất chân thực, nhưng khi tỉnh lại thì không nhớ nổi. Đột nhiên có người nào đó vỗ nhẹ lên đầu tôi, khiến tôi dần dần tỉnh lại. Cảm giác kỳ lạ vừa rồi dường như bay biến sạch. Tôi liên tục cảm ơn người đó, trong lòng có cảm giác như mình vừa sống sót sau một thảm họa. Tôi hiểu rất rõ rằng nếu không phải có Đức Thanh, tôi không biết mình phải chạy tới khi nào mới có thể thoát ra được. Đức Thanh cầm cây gậy phất trần trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị. Không cần cảm ơn, mọi chuyện trên thế gian này đều đã được định sẵn, ra vào đều có nguyên do của nó. Bản thân cậu khác với những người khác, nhất định phải nhớ khống chế bản thân, nếu không sẽ gây ra đại họa. Thật ra thì mấy lời nói của Đức Thanh tôi chẳng nghe lọt từ nào. Có thể là đầu óc đã bị rượu làm cho tê liệt. Chờ đến khi tôi kịp phản ứng lại thì đã không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Lúc về đến nhà đã là hơn 2 giờ đêm. Tôi bối rối, điện thoại di động của tôi hết pin nên không biết chính xác lúc đó là mấy giờ. Nhưng tôi cảm giác mình đã ở trên con phố cổ kia khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ là tôi uống say nên giác quan cũng có gì đó sai sai. Tôi mơ mơ màng màng ngã xuống giường, thân thể mệt mỏi cộng thêm tác dụng của rượu nên vừa nằm lên giường là đã ngủ thiếp đi, ngủ một giấc rất sâu. Khi mở mắt ra đã là 11 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi hoảng hốt vội vàng chạy đi rửa mặt, vừa định lao ra khỏi cửa thì mới nhớ hôm nay là thứ bảy, căn bản không cần đi làm. Tôi chán chường nằm phịch xuống giường, xoa xoa cái đầu đau nhức. Cuống cuồng một hồi đã khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi gọi điện cho Tạ Như Tú, cậu ấy cũng vừa mới từ trên giường bò dậy. Tôi hỏi cậu ấy tối hôm qua uống rượu xong đã xảy ra chuyện gì. Cậu ấy nói sau khi bắt taxi về nhà thì cơ thể ngủ thiếp đi, sau đó thì vội vàng cúp điện thoại, nói là muốn đến phòng làm việc báo danh. Tôi thầm nghĩ, xem ra Tạ Như Tú thật sự thích công việc hiện tại. Cậu ấy có tính cách bốc đồng, đôi khi hay cư xử như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nhưng sau khi được nhận vào phòng làm việc của Phong Linh lại chững chạc hơn nhiều. Đây chính là điều mà bố của Tạ Như Tú muốn nhìn thấy. Ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, tôi lại quay trở lại với công việc bận rộn. Trong lúc bận bề công việc, tôi ít khi có thời gian rảnh rỗi để nhớ tới chuyện đêm đó. Mặc dù trong lòng vẫn có chút tò mò, nhưng thời gian trôi qua, tôi dần dần quên đi những việc đó, hoàn toàn coi nó là một giấc mơ. Nên đôi khi có một số việc không thể phát triển theo hướng như chúng ta mong muốn, bất luận là chuyện tốt hay xấu. Chuyện kia trôi qua khoảng nửa tháng, tôi không gặp lại được Đức Thanh, cũng không gặp mặt Tạ Như Tú. Tôi bù đầu với công việc mà hình như cậu ấy còn bận hơn tôi. Lần trước khi nói chuyện điện thoại, cậu ấy nói văn phòng nhận được một vụ án kỳ quái. Có một thành phố tên là Nguyệt Quang, cách thành phố chúng tôi khá gần, đã xảy ra chút chuyện. Tôi lần đầu tiên nghe đến cái tên này đã nghe ngay tới tộc Nguyệt Quang, cảm thấy rất thú vị. Tạ Như Tú nói rằng thành phố này chỉ trong vòng hơn một tháng gần đây đã xảy ra mấy vụ án liên tiếp. Bởi vì thủ pháp phạm tội có nhiều điểm tương đồng nhau, tạm thời được nhận định là một vụ giết người hàng loạt. Chính phủ sợ gây ra khủng hoảng, vì vậy nhanh chóng phong tỏa tin tức, chỉ có vài người là biết rõ. Tổng cộng có 4 án mạng. Sở dĩ cảnh sát nhận định rằng những vụ này do cùng một người thực hiện là vì nạn nhân đều là những cô gái còn trẻ, với ngoại hình ưa nhìn. Hơn nữa, trên mặt mỗi cô gái bị sát hại đều có hình xăm nửa khuôn mặt hồ ly. Chính xác là xăm một nửa chứ không phải cả mặt. Nửa khuôn mặt kia được xăm vô cùng tinh xảo, sống động gần như thật.
không thể nói là đẹp, mà chỉ có thể nói là rất quỷ dị, đến mức làm cho người ta chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thôi liền cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Có lẽ kẻ giết họ là người có kỹ thuật xăm mình rất đỉnh. Bởi vì điều này mà tất cả những người thợ xăm trong thành phố, bất kể là chuyên nghiệp hay nghiệp dư, tất cả đều được triệu tập đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Nhưng đáng tiếc là cho tới bây giờ vẫn chưa có manh mối gì. Sau đó, bác sĩ pháp y phát hiện nửa khuôn mặt hồ ly kia dường như không phải được xăm lên. Điều cũng không ai giải thích được đã xảy ra chuyện gì. Vài ngày trước, thành phố Nguyệt Quang đã phát hiện người phụ nữ thứ năm bị hại. Thay vì vẻ mặt vô cảm như bốn người trước đó, cô gái này lại tươi cười, như thể đang chế nhạo sự bất lực của cảnh sát. Vì tính chất đặc biệt của vụ án, bọn họ đã tìm đến phòng làm việc của Phong Linh Thị. Sau khi Phong Linh Thị nghe về vụ án thì nhận lấy không chút do dự. Tôi cũng hết sức bất ngờ khi nghe kể vụ án này. Đây là vụ án giết người hàng loạt vô cùng tàn bạo. Sau khi giết người, hung thủ vẫn có thể thản nhiên xăm hình lên mặt nạn nhân. Loại người này tâm lý quả thực không bình thường, càng làm cho người ta khó hiểu hơn là nếu hình mặt hồ ly không phải được xăm lên thì chỉ có thể là tự có, hay vốn dĩ chỉ là vết bớt của chính nạn nhân. Tại Điều Tú đi theo Phong Linh Thị đến thành phố Nguyệt Quang, tôi thường xuyên gọi điện thoại cho cậu ấy hỏi thăm tình hình vụ án. Tại Điều Tú chính thức biến thành một đài báo tin tức trực tiếp cho tôi. Có cậu ấy thông tin, tôi giống như mình đang đích thân bay đến Nguyệt Quang tham gia toàn bộ quá trình điều tra phá vụ án gọi là vụ án hồ ly giết người hàng loạt, gọi tắt là án hồ ly. Phong Linh Thị là một vị đại sư, đã từng tham gia vô số vụ án. Trước kia khi điều tra phá án vô thuật cắt giấy, ông ta cũng đóng một vai trò quan trọng, đưa hung thủ đang nhận nhơ ngoài vòng pháp luật vào trọng. Vào ngày đầu tiên ở Nguyệt Quang, Phong Linh Thị đích thân chạy một chuyến đến nhà tang lễ để xem những nạn nhân nữ có hình xăm nửa khuôn mặt hồ ly kia. Bởi vì đôi mắt có vấn đề, Tạ Như Tú luôn giữ khoảng cách với những nơi thế này. Nhưng lần này, cậu ta vẫn không nhịn được mà đi theo Phong Linh Thị. Khi Tạ Như Tú nhìn thấy làn da trắng bệch của nạn nhân, sợ hãi đến cứng đờ cả người, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Khuôn mặt nửa hồ ly, nửa người nhợt nhạt kết hợp với nhau, giống như là một con hồ ly thất bại trong việc hóa thành hình người, cộng với vết thương đáng sợ trên cổ. Tạ Như Tú nói, may mà cậu ta tâm lý vững vàng, nếu không đã bị dọa sợ mà tè ra tại chỗ luôn rồi. Đến Phong Linh Thị cũng khó giữ được bình tĩnh khi đối mặt với một xác chết như vậy. Đương nhiên xác chết trước mặt khác xa những gì ông ta mong đợi. Ít nhất có vài thứ không nằm trong phạm vi suy nghĩ của ông ta. Tạ Như Tú không biết ông ta đang nghĩ gì, nhưng ít nhiều có thể nhìn ra lần này Phong Linh Thị rất khó khăn trong việc cung cấp manh mối hữu ích cho vụ án. Ngày hôm đó, sau khi bọn họ trở lại khách sạn mà cảnh sát sắp xếp tạm thời, Tạ Như Tú đã phải nhịn ăn hai bữa. Tuy rằng Phong Linh Thị cũng bị ảnh hưởng, nhưng ông ta rất có phong thái của một đại sư nên vẫn bình thản ăn uống. Hai người họ ở phòng tiêu chuẩn với hai giường đơn. Buổi tối Tạ Như Tú nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được, trong đầu liên tục hiện lên khuôn mặt nửa người nửa hồ ly quỷ dị kia, da gà nổi khắp người. Phong Linh Thị cũng không ngủ, ông ta dựa nửa người vào đầu giường, mặc một cái quần đùi rộng, trên tay cầm một điếu thuốc lá chưa châm, trông như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó Tạ Như Tú còn châm chọc Phong Linh Thị, trong mặt người khác thì là một quý ông lịch lãm, nhân cách cao thượng, nhưng giờ chẳng ra thể thống gì, hoàn toàn như một đại thúc khốn khổ. Cậu ta nói rằng từng có suy nghĩ bái Phong Linh Thị làm thầy, nhưng sau khi làm quen với ông ta một thời gian đã hiểu rõ về người này, cậu ta đã hoàn toàn loại bỏ ý định đó. Bây giờ suy nghĩ trong đầu cậu ta về Phong Linh Thị chỉ có dè bỉu và khinh thường. Lão Phong, vụ án lần này ông có manh mối gì không? Tạ Như Tú rốt cuộc nhịn không nổi nữa, phá vỡ sự yên tĩnh. Phong Linh Thị đặt điếu thuốc lá lên tủ đầu giường, thở dài. Trước khi tới đây, tôi còn có phần chắc chắn về việc phá án, nhưng sau khi tới lại phát hiện rằng mọi thứ phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Trước khi tới đã nắm chắc phá được vụ án này à?
Tạ Niệm Tú rõ ràng không tin những lời này. Tay Phong Linh Thị gõ nhẹ lên ga giường. Quả thật là do tôi nghĩ quá đơn giản. Thật ra vụ án bắt cáo này trước kia, ý tôi là trước đây, bố tôi từng trải qua chuyện tương tự. Nhưng manh mối trên xác chết đều đã xuất hiện trong nội dung cuốn nhật ký mà bố tôi viết khi còn sống. Nghe vậy, Tạ Niệm Tú liền cảm thấy hứng thú. Ân cần xuống giường rót cho Phong Linh Thị một ly nước nóng, hào hức chờ đợi nghe kể chuyện. Phong Linh Thị liếc mắt đánh giá Tạ Niệm Tú, rồi bảo cậu ấy rửa cho ông ta chút hoa quả. Ăn uống xong xuôi, ông ta mới bắt đầu kể lại câu chuyện. Bố của Phong Linh Thị tên là Phong Thập Trừng. Ông qua đời khi chưa đầy 50 tuổi. Tổ tiên nhà họ Phong từng là gia tộc lớn có danh tiếng ở phương Bắc. Ông nội của Phong Linh Thị cũng là một người rất có bản lĩnh. Tuy nhiên, không biết là nguyên nhân gì mà mỗi thế hệ của nhà họ Phong đều gặp khó khăn trong việc nối dõi tông đường. Đến đời Phong Thập Trừng lại càng khó khăn hơn. Lúc gần 50 tuổi, vợ ông ta mới mang thai. Đáng tiếc là trước khi đứa trẻ được sinh ra, Phong Thập Trừng đã qua đời vì một tai nạn ngoài ý muốn. Thậm chí cơ nghiệp của gia đình còn không kịp truyền lại cho thế hệ tiếp theo. May mắn thay, Phong Thập Trừng có thói quen viết nhật ký. Ông ấy đã ghi lại tất cả những gì mình đã trải qua trong cuộc đời. Có lẽ ông đã sớm có linh cảm rằng mình sẽ không sống được bao lâu nữa. Là một đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ, Phong Linh Thị dựa vào những ghi chép này học được không ít điều. Ông ta bẩm sinh đã thông minh hơn người, lại có thể chịu được gian khổ, vậy nên cũng học được rất nhiều điều từ cha mình để lại. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn vì nó được ghi chép rất mơ hồ. Trong nhật ký của mình, Phong Thập Trừng từng ghi lại một sự việc. Đó là năm ông ấy 16 tuổi, cũng chính là thời kỳ cuối của Trung Hoa Dân Quốc. Lúc ấy chiến tranh liên miên, đất nước loạn lạc. Trong những năm đó, rất nhiều gia đình giàu có đều phải dọn nhà rời đi. Còn những gia đình nghèo khổ, không có ai trông đỡ, thì chỉ còn cách chờ chết. Hầu hết hài cốt của những người đã khuất đều bị kéo đến những ngôi mộ tập thể và chôn cất bừa bãi. Cũng có không ít xác chết phơi thây giữa bãi hoang. Thường thì trong vòng chưa đầy một ngày, những xác chết đó sẽ bị những con thú ẩn náu trong bóng tối cắn xé sạch sẽ. Những người trong gia tộc họ Phong tuy rất thông minh, nhưng phần lớn đều đoản mệnh. Khi đó sức khỏe Phong Thập Trừng rất yếu, công việc làm ăn không ổn định. Vì vợ con, cha của Phong Thập Trừng cái gì cũng chịu làm. Cho dù thu nhập chỉ đủ tiêu mua một cái bánh ngô, ông cũng sẽ tiếp tục làm mà không chút do dự. Mặc dù Phong Thập Trừng thiên phú vượt xa cha mình, nhưng cha ông cũng không dám để cho ông ấy gánh vác quá nhiều, sợ ông sẽ xảy ra chuyện mà phá vỡ cơ nghiệp của nhà họ Phong. Một ngày nọ sau khi Phong quá chuyện, cha của Phong Thập Trừng về nhà. Ông vui vẻ nói rằng có người đã trả một khoản tiền rất lớn để thuê ông làm việc. Mặc dù phải đi xa, nhưng họ sẽ lo chuyện chỗ ở cho ông. Với số tiền đó thì gia đình họ sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc trong ít nhất một vài năm nữa. Nghe cha nói vậy, Phong Thập Trừng có chút lo lắng. Bởi vì nơi Phong quá truyền muốn đi, cách nhà rất xa. Tuy rằng cha ông trước kia cũng thường xuyên ra ngoài, nhưng bây giờ tình hình đất nước đang căng thẳng. Bao nhiêu người vì thoát khỏi chiến tranh loạn lạc mà bỏ đi xa xứ, cuối cùng lại rơi vào kết cục chôn xương nơi đất khách quê người. Phong quá truyền biết rằng chuyến đi này cũng khó hẹn ngày trở về. Nhưng vì cách nhà này, ông không còn lựa chọn nào khác. Hôm đó, Phong Quá Truyền thu dọn hành lý và theo người đàn ông đó rời đi. May mắn thay, mặc dù trên đường đi họ gặp không ít nguy hiểm, nhưng họ đều tránh được. Trong lúc đi đường, Phong Quá Truyền chỉ biết người nọ tên là Hà Hân, những chuyện còn lại thì chẳng biết gì. Điểm đến của họ là một thị trấn nhỏ với địa hình hiểm trở. Những bức tường thành xây cao ngùn ngụt, kiến trúc các tòa nhà ở đây đều cổ kính và thô sơ. Đường phố lại được lát bằng những phiến đá xanh, đi qua rất gọn gàng chỉn chu. Nơi này rõ ràng là một nơi rất tốt để sinh sống. Thị trấn nhỏ này may mắn không bị ảnh hưởng bởi khói lửa chiến tranh. Nhưng người đến và đi vội vã, nơi khuôn mặt họ không có vẻ đau khổ hay tuyệt vọng. Trong lòng Phong Quá Truyền khẽ rung động.
Nơi này rõ ràng là ổn định hơn nhiều so với quê hương của họ, giống như một thiên đường trong thời chiến. Thà cả nhà chuyển đến đây, tuy xa lạ nhưng còn dễ hơn là ngày ngày sống trong sợ hãi. Ông ấy hạ quyết tâm, sau khi hoàn thành công việc sẽ quay về thu xếp để cả gia đình chuyển đến đây trong thời gian sớm nhất. Hạ Hân đương nhiên không biết ý định trong lòng ông. Người ta đưa ông tới trước một căn nhà khá lớn. Phòng Quá Truyền ngẩng đầu nhìn lên quan sát. Căn nhà không có tấm biển nào, nhưng lại có hai cánh cửa sơn mài màu đỏ lốm đốm với những chiếc chuông đồng. Ông đếm sơ qua có khoảng 25 chiếc chuông đồng. Trong lòng ông liền có tính toán. Vào thời đại này, cửa của những gia đình giàu có thường được làm dày và sử dụng rất nhiều lớp ván gỗ. Việc quá nhiều tấm gỗ không dễ cố định. Vì vậy những kỳ nhân dân gian đã nghĩ ra cách đóng chuông đồng trên cửa chính. Những cánh cửa được làm theo cách này đều chắc chắn hơn hẳn. Ngoài việc làm căn nhà trông xa xỉ hơn thì nó cũng dùng chống hỏa hoạn hay trộm cắp. Vào thời nhà Thanh, số lượng chuông đồng ở cửa cũng được quy định. Nơi ở của hoàng đế được dùng 81 cái, hoàng tử thì được đóng 63 cái, tối thiểu là 25 cái cho danh gia vọng tộc, học giả hoặc quan ở các huyện. Nhưng nhà bình thường không có tiếng tăm gì, dù là giàu có cỡ nào cũng không được đóng chuông đồng vào cửa, chỉ được đặt 2 cái. Nhưng người không được đóng chuông này gọi là bạch đinh, sau đó dần dần phát triển thành dân đen, phản ánh sự phân chia giai cấp tàn khốc thời cổ đại. Hà Hân vừa đẩy cửa vào, Phòng Quá Truyền cũng lon ton theo sau. Căn nhà này không lớn, phân chia thành hai phần tách biệt. Viện ngoài có đặt mấy hòn non bộ nhỏ, cùng nhiều hoa đang nở rộ. Có điều cỏ dại mọc um tùm khắp nơi. Hà Hân đi thẳng vào bên sân trong. Phòng Quá Truyền không còn cách nào khác, cũng chỉ đành đi theo. Tốc độ của anh ta càng lúc càng nhanh, vừa chạy vừa hô to: "Tiểu huynh, tiểu huynh, ta đã trở lại, phu nhân thế nào rồi?" Người tên Tiểu Huynh lập tức từ một căn phòng nào đó chạy ra, là một cô gái khoảng 17 tuổi. Khi tới gần hơn, ông phát hiện đó là một cô gái có bề ngoài khó nhìn, nước da đỏ sẫm, sần sùi như bị bỏng vậy, chỉ có đôi mắt linh động rất mị hoặc. Chỉ là khi ghép với khuôn mặt có phần dữ tợn đó, không khỏi đem đến cho người ta cảm giác ớn lạnh. Cô gái tên Tiểu Huỳnh ấy dường như không chú ý tới sự xuất hiện của ông. Cô ấy quỳ xuống trước mặt Hà Hân, đôi mắt ngấn lệ: "Đại thiếu gia, cuối cùng người cũng đã về rồi. Phu nhân, cô ấy Tiểu Huỳnh chưa nói hết câu đã nức nở, giọng run run: "Người nên vào gặp cô ấy, có lẽ là lần cuối cùng." Nghe vậy, anh ta lập tức chạy đến rồi đẩy cánh cửa ra. Trong phòng chỉ kịp vang lên một tiếng ầm, giống như có một vật nặng rơi xuống đất. Đột nhiên, Hà Hân phát ra tiếng kêu đau đớn. Phòng Quá Truyền nghe thấy âm thanh lạ thường, vội vàng chạy tới. Kết quả, ông nhìn thấy trong căn phòng tối om đó, một người phụ nữ đã bị treo trên xà cao, thân thể hơi đong đưa, giống như đã từ bỏ dãy rủa. Phòng Quá Truyền bước vào phòng, giúp người đàn ông hạ cô ấy xuống. Mái tóc của người phụ nữ xõa rối tung, che phủ hoàn toàn khuôn mặt. May mắn thay, họ kịp thời xuất hiện. Người phụ nữ vẫn đang hấp hối, hơi thở yếu ớt tưởng chừng đều sẽ ngừng lại ngay lập tức. Đôi tay run rẩy của Hà Hân nhẹ nhàng gạt bỏ mái tóc khỏi mặt người phụ nữ. Khi đôi mắt mệt mỏi của Phong Quá Truyền liếc nhìn khuôn mặt cô ấy, cả người lập tức đông cứng. Nếu như nói cô gái vừa rồi vốn đã khó coi vô cùng, nhưng dù xấu đến đâu cũng vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng người phụ nữ trước mặt đã vượt qua sức tưởng tượng của ông rồi. Phòng Linh Thị đột nhiên ngừng lại. Tần Như Tú chăm chú lắng nghe, vội vàng thúc giục: "Nói tiếp đi chứ, tôi đang chăm chú nghe đây." Phong Linh Thị tháo chiếc vòng tay làm từ hạt kim cang bồ đề ra, rồi vân vê nó giữa các ngón tay. Hạt bồ đề rất lớn, do đã dùng lâu năm nên trông nó rất nhẵn, có màu đỏ son. Tần Như Tú biết rằng đây là thói quen của Phong Linh Thị mỗi khi ông ta bực bội. Cậu ấy biết ý yên lặng, không dám thúc giục nữa. Sau khi im lặng vài phút, cuối cùng Phong Linh Thị cũng bình tĩnh lại, tiếp tục kể chuyện. Phong Quá Truyền đã nhìn thấy gì mà ngạc nhiên như vậy?
Về điểm này, ông ấy không ghi chép rõ ràng trong cuốn sổ. Điều này rất kỳ quái. Rõ ràng là một sự kiện rất quan trọng, nhưng ông ấy lại bỏ qua. Tả Như Tú nghe vậy, không nhịn được chửi tục một câu. Đây là điều sợ nhất mỗi khi nghe kể chuyện. Đào ra một cái hố, nhưng lại không chịu lấp. Thật khiến người ta khó chịu mà. Trên thực tế, Tả Như Tú cũng có vài phỏng đoán trong đầu. Nếu câu chuyện cũ mà Lão Phong kể có liên quan tới vụ án hồ ly, vậy thì người phụ nữ treo cổ tự tử chẳng lẽ cũng có một nửa khuôn mặt là hồ ly? Nhưng sau khi suy nghĩ lại kỹ càng, khuôn mặt của những thi thể nữ đó đều được xăm hình hồ ly. Vào thời dân quốc, làm gì đã có kỹ thuật xăm hình đỉnh cao như vậy? Vì sự mâu thuẫn đó nên chắc chắn trong việc này có ẩn tình. Tại Niệm Tu dứt khoát không suy nghĩ thêm gì về việc này, tập trung lắng nghe câu chuyện. Phòng qua chuyện ngao du thiên hạ nhiều năm như vậy rồi, không dám nói mình có kiến thức cao siêu, nhưng ông cũng không phải người bình thường. Tuy vậy, ông lại chưa bao giờ nhìn thấy trường hợp nào đưa người phụ nữ này, thậm chí còn chưa từng nghe ai nói qua. Trước khi Phòng qua chuyện kịp phản ứng lại sau cú sốc, Hà Hân đã ôm chặt người phụ nữ vào lòng, sau đó đột nhiên quỳ xuống trước mặt Phong Quá Truyền và dập đầu thật mạnh. Tiên sinh, cầu xin ngài hãy cứu vợ tôi. Ông ấy nghẹn ngào nói. Không phải cậu kêu tôi tới đây tìm một chỗ đất tốt để xây mộ cho cha cậu sao? Cậu thế này, ai? Phong Quá Truyền nghĩ lại, Hà Hân tới tìm ông, chẳng lẽ ngay từ đầu đã là vì người phụ nữ này? Đúng là tôi đã nói dối ngài, nhưng cũng là do bất đắc dĩ. Vợ tôi, cô ấy đã thành ra thế này. Lúc đầu cô ấy không như vậy, sau khi mang thai tinh tình cô ấy trở nên không tốt. Cô ấy... Người đàn ông nói đứt quãng, không ngừng run rẩy ôm lấy vợ mình. Đúng lúc này, Tiểu Huỳnh đi vào, nhẹ giọng nói. Đại thiếu gia, người đi đường cả ngày chắc hẳn cũng rất mệt mỏi, người nhanh chóng đưa phu nhân đi nghỉ ngơi, cứ để con giải thích với vị tiên sinh này. Dưới sự trấn an của Tiểu Huỳnh, người đàn ông đã bình tĩnh lại hơn khá nhiều. Bê người phụ nữ lên giường, sau một hồi vất vả cuối cùng cũng ổn định. Tuy rằng người phụ nữ vẫn hôn mê, nhưng may mắn là tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng. Phòng Quá Truyền ngồi trên ghế, trên tay cầm một tách trà nóng, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu Huỳnh ngồi ở đối diện ông, hơi cúi đầu nói. Ngài là Phong tiên sinh đúng chứ? Đại gia nhà tôi nghe nói ngài rất có năng lực nên đã mời ngài đến đây. Tôi tên Tiểu Huỳnh, là nha hoàn đại gia mua về để phục vụ cho phu nhân. Nói xong thì hơi cúi đầu với Phong Quá Truyền. Tiểu Huỳnh tiếp tục nói. Phu nhân cùng đại thiếu gia là thanh mai trúc mã, mối quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Sau khi họ kết hôn không lâu, lão gia và lão phu nhân đều qua đời. Đại thiếu gia một mình kế thừa hai cơ sở sản xuất thuốc, còn việc kinh doanh buôn bán dược liệu thì giao cho nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia ham chơi nhác làm nên việc kinh doanh thuốc làm ăn không tốt. Dược liệu bán cho đại thiếu gia chất lượng rất kém. Bởi vì tình anh em nên đại thiếu gia vẫn luôn tha thứ. Sau đó, nhị thiếu gia lại bán dược liệu giả cho ông ấy. Trong lúc đại thiếu gia nhất thời bất cẩn, thuốc ông sản xuất ra gây hại cho người dùng, tổn thất rất nhiều tiền. Sau đó, đại thiếu gia cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà quả trách nhị thiếu gia một trận. Về sau, trong nhà đột nhiên xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Ví dụ như, đồ vật trong nhà vô duyên vô cớ bị quăng loạn xạ. Thậm chí, có người hầu còn nói họ nhìn thấy quỷ. Kỳ thật tôi cũng từng nhìn thấy một lần, nhưng không nhìn rõ, chỉ thấy một cái bóng đen nửa đêm ngồi chải tóc bên giếng. Khi đi qua thì không nhìn thấy gì nữa. Trong thời gian đó, nhiều người làm cũng lén lút bỏ đi. Đại thiếu gia đã tìm một đạo sĩ đến trừ tà. Không lâu sau, một cửa hàng thuốc đột nhiên bốc cháy. Hôm đó, tình cờ tôi và phu nhân đến cửa hàng đó tìm đại thiếu gia. Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, chúng tôi bị mắc kẹt trong cửa hàng. Vì cứu phu nhân, khuôn mặt tôi đã thành ra thế này. Tiểu Huỳnh vừa nói vừa vuốt nhẹ lên khuôn mặt mình. Tuy Phong Quá Truyền không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng ông cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô. Một cô gái đang độ tuổi xuân nhưng lại bị lửa hủy hoại cả khuôn mặt, chưa nói đến việc sau này không thể gả chồng. Cô ấy cũng chỉ là một nha hoàn
không nơi nương tựa. Hà Hân cuối cùng cũng quay lại, anh ta vỗ nhẹ vào vai Tiểu Huỳnh và nói: cảm ơn cô Tiểu Huỳnh, cô đi chăm sóc phu nhân đi, để tôi nói chuyện với tiên sinh. Tiểu Huỳnh do dự một lúc, sau đó vẫn ngoan ngoãn rời đi. Hà Hân ngồi vào chỗ của Tiểu Huỳnh và nói tiếp: ngày đó tất cả là nhờ có Tiểu Huỳnh, nếu không thì phu nhân nhà tôi cũng không thể sống sót đến ngày hôm nay, là chúng tôi nợ cô ấy. Sau vụ hỏa hoạn, nhà họ Hà chịu tổn thất nặng nề, có hai người làm thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Hà Hân phải mất rất nhiều công sức mới có thể khắc phục được hậu quả. Tuy nhiên, trong lúc anh bận rộn với công việc, vợ anh lại có vài biểu hiện kỳ lạ. Lúc đầu chỉ là hơi choáng váng, có điều khi đó tình cờ phát hiện ra cô đã có thai, nên bác sĩ cho rằng đó là triệu chứng xuất hiện khi mang bầu. Vợ của Hà Hân đã phải chịu đựng rất nhiều khi mang thai, hết chóng mặt lại đến nôn mửa, hầu hết thời gian đều phải nằm liệt trên giường. Ngoài ra, cơ thể của cô ấy cũng lặng lẽ thay đổi. Ví dụ, lông trên cơ thể cô ấy mọc lên rất nhiều, màu lông cũng dần chuyển từ đen sang nâu. Đôi mắt tròn hình quả hạnh trở nên hẹp dài, giọng nói cũng thay đổi. Hà Hân vẫn luôn bận bù đầu với công việc, từ khi anh có thời gian thì mới phát hiện. Mỗi khi vợ nhìn mình, ánh mắt của vợ dù vẫn rất quyến luyến dịu dàng, nhưng đem lại một cảm giác rất xa lạ, khiến anh gần như không thể nhận ra vợ mình. Chẳng lẽ mang thai có thể khiến một người thay đổi nhiều đến vậy? Rõ ràng là không thể nào. Hà Hân hoài nghi vợ mình đã bị thứ gì đó trong nhà làm ảnh hưởng, nên đã mời lão đạo sĩ một lần nữa. Sau khi xem qua, lão đạo sĩ đã nói rằng vợ anh bị một con quỷ chiếm giữ thân thể, hình dạng của cô ấy sẽ dần dần biến thành hình dạng của con quỷ đó, rồi cô ấy sẽ bị nó nuốt chửng và đánh mất chính mình. Hà Hân rất sợ hãi, anh cầu xin đạo sĩ hãy thu phục con quỷ này. Lão đạo sĩ đồng ý với anh, nhưng có một yêu cầu, đó là đổi lấy cửa hàng thuốc còn lại. Hà Hân lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí và bình tĩnh. Cuối cùng, vì người vợ đang mang thai, anh đành miễn cưỡng đồng ý yêu cầu. Lão đạo sĩ dựng một pháp đàn và vẽ một vòng tròn trên sân, sau đó để vợ của Hà Hân ngồi thẫn thờ ở giữa vòng tròn. Khi lão đạo sĩ làm phép xong, người vợ liền ngất xỉu. Lão đạo sĩ thông báo rằng ông ta đã trừ được tà, sau đó cầm khê đất và hợp đồng bán nhà bỏ đi mất. Vợ của Hà Hân hôn mê 3 ngày liên tiếp. Sau khi tỉnh dậy, biết được Hà Hân vì cứu mình mà thậm chí ban đi cả gia sản cuối cùng của nhà họ Hà, cô ấy đã bật khóc. Vì quá xúc động, đã bị sẩy thai ngay tại chỗ. Một đứa trẻ chưa thành hình cứ như vậy trượt ra khỏi bụng cô, toàn thân đứa bé tím tái. Có lẽ vì chưa thành hình hoàn chỉnh, tư chi và đầu trông rất kỳ quái. Trên xương cụt có một cục thịt nhỏ mềm nhũn, giống như một cây đuôi chưa mọc ra hoàn toàn. Sau khi thấy cái xác của đứa trẻ sơ sinh, vẻ mặt của Hà Hân liền biến sắc, vội vàng ra lệnh cho người mang nó đi thiêu. Lúc này, vì vết bỏng của Tiểu Huỳnh đã lành, nên cô ấy tình nguyện nhận trọng trách đi xử lý cái xác đó. Hà Hân dần tin tưởng Tiểu Huỳnh nên đã đồng ý. May mắn thay, Tiểu Huỳnh đã xử lý rất sạch sẽ, cũng không bị ai chú ý. Hà Hân không hiểu tại sao đứa trẻ kỳ lạ đó lại chui ra từ bụng vợ mình. Cô may nó đã không thể qua khỏi, nếu không thì không biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Vốn tưởng rằng vận xui đã qua, không ngờ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Hà Hân trao lại cửa hàng thuốc cho đạo sĩ, chỉ giữ lại một số cửa hàng nhỏ ít lãi trong tay. Để có thể kiếm sống, anh ấy quyết định sẽ cố gắng quản lý mấy cửa hàng này thật tốt. Một hôm, khi anh và trưởng quầy đang kiểm tra sổ sách, thì đột nhiên có một nhóm người cầm theo gậy gộc, không nói không rằng cứ thế đập phá cửa. Khi Hà Hân nghe được thì liền ra ngoài xem thử, thì bị một người nào đó dùng gậy đập vào đầu. Anh lập tức ngã xuống đất, đầu chảy đầy máu, mất đi ý thức. Từ khi anh tỉnh dậy, cửa hàng đã bị đập phá nặng nề, còn những người kia thì bỏ chạy tán loạn. Hà Hân đã báo cảnh sát, nhưng ở thời dân quốc, bọn họ làm việc nổi tiếng là kém hiệu quả. Thế rồi việc điều tra vụ án không có tiến triển. Hà Hân không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật. Từ khi cửa hàng bị đập phá lần thứ hai, anh quyết định tự mình điều tra. Sau khi lần theo mọi dấu vết mới phát hiện ra rằng
người đứng sau vụ này chính là em trai của mình. Ngay cả vụ hỏa hoạn ở cửa hàng thuốc cũng có liên quan mật thiết tới em trai. Vì quá tức giận, Hà Hân đã chạy đến chất vấn em trai mình là Hà Thăng. Ban đầu, Hà Thăng vẫn còn ngoan cố không chịu thừa nhận. Từ khi bị Hà Hân ép hỏi từng bước một, cuối cùng hắn cũng tiết lộ sự thật. Hà Hân không bao giờ tưởng tượng được người em trai ruột của mình lại có thể làm ra những điều như vậy. Chỉ vì Hà Hân dạy dỗ hắn ta một lần mà Hà Thăng có thể nghĩ ra thủ đoạn độc ác như vậy để trả thù. Trái tim dơ bẩn của hắn thật khiến người ta khiếp sợ. Hà Hân lập tức đoạn tuyệt quan hệ với em trai mình. Vì quá buồn bã, anh đã đến một tiểu lầu để uống rượu giải sầu. Sau khi anh uống say đến bất tỉnh, ông chủ tiểu lầu đã móc tiền mua rượu của anh, sau đó sai người khiêng anh ném ra đường. Khi Hà Hân tỉnh dậy thì trời đã tối. Anh loạng choạng đi về nhà, nếu phát hiện cả căn nhà tối om và không một tiếng động. Anh hét lớn tên của người làm trong nhà, Tiểu Huỳnh và cả vợ anh, nhưng không có một ai ra chào đón, thậm chí còn không có chút âm thanh nào. Hà Hân lao vào phòng vợ mình nhưng lại không thấy ai ở trong đó. Anh khó hiểu, sao lại vậy? Mọi người đi đâu cả rồi? Sao mặt anh đột nhiên thay đổi? Chẳng lẽ chuyện này cũng có liên quan tới Hà Thăng? Nghe đến khả năng này, em liền vội vàng đi kiểm tra từng căn phòng. Nếu không phát hiện ra bất cứ ai, toàn bộ căn nhà trống rỗng, giống như một căn nhà hoang vậy. Hà Hân vô cùng sợ hãi, tim đập dồn dập. Anh nghĩ mình để đến gặp Hà Thăng, nhận lỗi việc mình từng đánh mắng hắn ta, thậm chí phải giao hết tài sản, chỉ cần vợ anh được an toàn, anh sẽ làm tất. Anh đang định ra ngoài tìm Hà Thăng, chợt nghe thấy một tiếng cười khe khẽ. Do dự một chút, anh đi tới thì thấy trong sân có một cây giếng, miệng giếng được lát đá xanh. Lúc này đã có một người đang ngồi trên miệng giếng. Nhìn từ phía sau, đó là một người phụ nữ. Người phụ nữ đầu tóc rối bù, dường như đang cầm thứ gì đó trên tay. Cô ta còn cười vô cùng thích thú. Lúc này rõ ràng bên giếng không có người, vậy người phụ nữ này từ đâu tới? Anh chợt nhớ đến lời đồn ngôi nhà này có quỷ. Không phải anh đã mời đạo sĩ trừ tà rồi sao? Tại sao lại xảy ra chuyện kỳ quái như vậy? Tim anh đập mạnh. Chẳng lẽ có người giở trò quỷ? Anh trốn trong một góc lặng lẽ quan sát, chỉ thấy người phụ nữ tóc dài không ngừng làm gì đó. Từ khi mặt trăng ló dạng, Hà Hân mở to mắt cố nhìn. Anh phát hiện đó thật sự là bóng của một người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức nâng cao cảnh giác. Cái bóng của người phụ nữ đó có vẻ không đúng lắm. Rõ ràng là có thêm hai cái tay nhọn trên cái bóng của cô ta, còn có một cái đuôi dài mềm mại lộ ra ở mông. Thỉnh thoảng cô ta lại lắc nó, vậy chắc chắn người này chưa chết. Hà Hân sợ đến mức toàn thân cứng đờ. Có đôi tay nhọn và một cái đuôi, chẳng lẽ là yêu quái? Từ giờ đến nay, nhân yêu là một phạm trù đặc biệt, thích nhất là hại người. Vì vậy cũng tồn tại những người chuyên đi hàng yêu phục ma. Điều này tương ứng với câu, nếu không cùng tộc loại với ta, lòng dạ của họ ăn sẽ khác đi. Tại sao con quỷ này lại xuất hiện trong nhà anh? Chẳng lẽ tất cả mọi người trong nhà đều bị con quỷ này giết sao? Nghĩ đến vợ và những người làm trong nhà, Hà Hân vô cùng tức giận, cầm liềm làm cỏ rồi lao vào người phụ nữ đang ngồi trên miệng giếng. Đồ yêu quái, hại chết cả nhà tao, tao giết chết mày! Anh quên đi nỗi sợ hãi và an toàn của bản thân, chỉ còn lại sự căm ghét tới tận xương tủy trong ánh mắt. Anh không giết được con yêu quái này cũng không sao, có thể chết cùng người nhà cũng tốt. Ở âm phủ có họ làm bạn đồng hành, anh sẽ không cô độc. Hà Hân vung mạnh cái liềm về phía người phụ nữ, chỉ cần một nhát chém, đầu của ả ta sẽ bị chẻ đôi. Lục Sam hạ cái liềm xuống, người phụ nữ đột nhiên quay lại nhìn mình. Hà Hân giật mình, cố gắng nghiêng cái liềm đi nhưng không hãm kịp, vẫn chặt đứt được cái đầu của người phụ nữ. Được cái đầu cùng với mái tóc dài rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhẹ. Máu phun ra bắn tung tóe lên quần áo của Hà Hân. Người phụ nữ lăn khỏi bệ giếng và ngã mạnh xuống đất. Hà Hân suy sụp quỳ xuống. Người phụ nữ trước mắt này rõ ràng là vợ của anh.
tai nhọn đuôi nhọn đâu rồi? Tại sao vừa nãy anh lại nhìn nhầm? Nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi, anh giống như bị ai đó nhập vào, không nhớ được cái gì, thậm chí không nhận ra bóng lưng và giọng nói của vợ mình. Hạ Hân run rẩy ôm lấy vợ, trong miệng người vợ từ từ phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ, khuôn mặt bê bết máu đỏ tươi, phần bị đứt lìa còn lộ cả bộ óc trắng bệch. Dục Tú, em sao rồi? Có đau không? Hạ Hân nghẹn ngào hỏi. Người vợ không nói nên lời, cố gắng hé mắt nhìn Hạ Hân. Đôi mắt anh trào ra. Anh đưa em đi bệnh viện, em phải cố lên, cố lên. Hạ Hân tuy nói vậy, nhưng anh biết rằng vợ mình sẽ chết, bởi vì làm gì có ai có thể sống nổi khi bị chặt đứt nửa cái đầu. Tất cả là lỗi của anh. Lẽ ra anh nên lên tiếng, nên ra mặt và làm rõ mọi chuyện trước. Bọn họ là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau từ nhỏ. Nếu vợ chết đi, anh cũng không muốn sống cô độc một mình. Anh xin lỗi, em đừng sợ. Cho dù em đi đâu, anh cũng sẽ đồng hành cùng em. Hạ Hân vừa nói vừa cầm chiếc liềm lên. Chiếc liềm vẫn còn dính máu tươi của vợ mình. Khi vợ chết, anh ta sẽ dùng cái liềm này, hai người họ sẽ chết cùng nhau. Hạ Hân ôm chặt lấy vợ của mình, chờ đợi giây phút cô ấy chết đi, cả hai sẽ cùng nhau xuống địa ngục. Đại thiếu gia, người đừng làm bậy. Dưới ánh trăng, Tiểu Huỳnh đột nhiên lặng lẽ xuất hiện. Tiểu Huỳnh à, phu nhân bị ta đả thương, cô ấy sắp chết rồi. Hạ Hân lặng lẽ giải thích, giọng nói không chút buồn bã. Không, đại thiếu gia, chỉ cần người nghe lời con, phu nhân sẽ không chết, nhất định sẽ sống lại mà. Hạ Hân nghi ngờ nhìn Tiểu Huỳnh, như thể anh không hiểu tại sao cô gái trước mặt mình lại nói những lời kỳ lạ như vậy. Đại thiếu gia, người nghe con, đặt phu nhân nằm thẳng xuống đi. Tiểu Huỳnh đi tới, nhặt được cái đầu bị cắt rời lên, nhẹ nhàng phủi bụi đất cùng mấy ngọn cỏ dính trên đó. Cô ta không hề sợ hãi chút nào, dùng như thứ mà cô ta cầm trên tay không phải là nửa cái đầu của người đẫm máu. Ở bên này, Hạ Hân đặt vợ xuống đất. Anh không biết tại sao mình lại nghe theo lời của Tiểu Huỳnh. Rõ ràng lời nói của cô ta thật vô lý, nhưng anh lại bất chi bất giác làm theo. Có lẽ anh không đành lòng để vợ chết như vậy, cô không muốn buông bỏ dù chỉ là một tia hy vọng nho nhỏ. Tiểu Huỳnh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt nửa cái đầu bị đứt rời về chỗ cũ, sau đó lấy ra một cuộn băng gạc buộc hai nửa cái đầu bị tách rời lại với nhau. Hạ Hân nghi ngờ nhìn chăm chăm vào Tiểu Huỳnh, bởi vì gia đình anh sở hữu một cửa hàng thuốc nên tất nhiên anh rất am hiểu về y học. Cả y học Trung Quốc và y học phương Tây đều đã có kỹ năng khâu vết thương, nhưng y học phương Tây thì tiên tiến hơn rất nhiều. Vào thời điểm đó, cả kỹ thuật y học phương Tây có thể khâu lại các ngón tay và ngón chân bị đứt, nhưng đối với các chi lớn hơn thì không. Còn khâu đầu thì anh thậm chí chưa từng nghe thấy. Rốt cuộc Tiểu Huỳnh có ý định gì? Sau khi Tiểu Huỳnh băng bó xong, cô lấy ra một cái bình sứ nhỏ từ trong ngực, đổ ra một viên thuốc màu đỏ tươi giống như máu, nhét vào trong miệng người phụ nữ. Anh nhìn một loạt hành động của Tiểu Huỳnh. Sau khi được cô đồng ý, anh bế vợ trở lại phòng. Đêm đó, Hạ Hân mê man trong giấc mơ. Khi tỉnh giấc, anh thấy vợ mình hơi thở yếu ớt nằm bên cạnh. Anh cứ ngỡ mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng, cho tới khi nhìn thấy chiếc khăn trắng quấn trên đầu vợ mình, máu tươi đang rỉ ra từ đó. Hạ Hân run rẩy đưa tay ra. Sau khi gỡ vài vòng băng gạc, cảnh tượng trước mắt khiến anh bối rối. Trên trán vợ anh có một vết sẹo rất rõ ràng, kéo dài từ nửa cái trán đến thái dương. Nó đã đóng vảy. Sự thật chứng minh, ngày hôm qua anh đã thật sự chặt đầu vợ mình. Hạ Hân có chút khó hiểu. Rõ ràng nhìn thấy vợ mình bị thương rất nặng, tại sao chỉ qua một đêm vết thương đã đóng vảy, thậm chí không nhìn thấy vết khâu. Đúng rồi, có vẻ như Tiểu Huỳnh đã băng bó và cho cô ấy uống thuốc. Lẽ nào y thuật của Tiểu Huỳnh cao siêu như vậy ư? Khi Hạ Hân hỏi Tiểu Huỳnh, cô ta còn nói vết thương của vợ không hề nghiêm trọng. Tối hôm qua, cô bé nhìn thấy Hạ Hân mơ mơ màng màng, thậm chí còn đứng không vững, có vẻ như đã say. Khi nhìn thấy phu nhân, anh đã lập tức dùng liềm chém vào đầu vợ mình. Cô thậm chí không kịp ngăn cản. May thay, cô bé đã kịp thời băng bó cho phu nhân
và cho cô ấy uống thuốc cầm máu. Công nhờ có thuốc hữu dụng, qua một đêm vết thương đã lành lại. Tối đó Hạ Hân đã uống rất nhiều rượu và hoàn toàn say khướt. Vậy sự tình có thật đúng như lời của Tiểu Huỳnh nói, anh ta đã say xỉn vì quá mê man nên đã nhìn nhầm vợ mình thành một con yêu quái. Vợ nghe tới cảnh tượng giơ liềm lên chém vợ đêm qua liền cảm thấy khiếp sợ vô cùng, đầu đau như búa bổ, dứt khoát không nghĩ tới nữa. Để khi vợ tỉnh dậy, Hạ Hân mới hỏi về chuyện đêm đó. Người vợ nói rằng đêm đó cô ấy gặp ác mộng, vô cùng sợ hãi. Vì chồng không ở bên nên cô đã ra ngoài tìm ai đó có thể bên cạnh cô một chút. Sau khi cô đi ra, mới nhớ tới trong nhà chỉ còn lại 4 người hầu. Hai người có việc phải về quê, còn một người biến mất chưa tìm được. Tiểu Huỳnh có ở đó nên khuôn mặt của cô bé đã trở nên quá đáng sợ. Cô vừa mới trải qua một cơn ác mộng, thật sự không muốn nhìn thấy mặt Tiểu Huỳnh, cho nên cô ngồi ở bên mép giếng chờ chồng trở về. Sau đó cô giống như bị thôi miên, mê mê man man một hồi. Từ khi tỉnh dậy, đầu cô đã bị thương. Hạ Hân nghe vậy càng chắc chắn rằng mình đã say rượu và làm tổn thương vợ mình, nên trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận. Vết thương của vợ anh dần dần lành lại, thật may mắn vì nó không trở nên xấu hơn. Có điều khuôn mặt cô ấy không thể trở lại như ban đầu. Dù đã tốn rất nhiều tiền mời các đạo sĩ tới làm phép, nhưng hiệu quả thì không được như mong muốn. Hạ Hân đau khổ một khoảng thời gian. Sau đó anh nghĩ, bất kể khuôn mặt của vợ mình có thay đổi như thế nào, chỉ cần linh hồn cô ấy vẫn như vậy thì không sao cả. Thứ anh yêu là vợ mình, chứ không phải là khuôn mặt. Trong lúc vợ anh hồi phục sức khỏe, họ đã trải qua khoảng thời gian vô cùng ấm áp. Sau đó tình hình ngày càng căng thẳng, vì trong nhà còn lại một số cửa hàng nên Hà Hân không thể thường xuyên ở nhà cùng vợ. Mỗi lần ra ngoài, anh đều cẩn thận dặn dò Tiểu Huỳnh phải chăm sóc phu nhân thật tốt. Đối với nhà đầu Tiểu Huỳnh này, Hà Hân luôn cảm thấy có lỗi với cô. Khuôn mặt của Tiểu Huỳnh đã bị biến dạng, tương lai khó có thể gả đi. Vì vậy Hà Hân quyết định tới thời điểm thích hợp sẽ bảo vợ mình nhận nhà đầu này làm em gái, kiều mang chăm sóc cô bé như em gái ruột của mình suốt quãng đời còn lại, coi như báo đáp ân tình này. Sau khi Hà Hân nói với vợ về ý nghĩ này, cô ấy đã im lặng một lúc lâu rồi mới đồng ý. Nếu vết sẹo trên da đầu có thể dùng tóc che đi, nhưng vết sẹo ở ngang nửa trán thì không thể che được. Vì lý do này, tính tình của vợ anh ngày càng cáu kỉnh, thậm chí còn nóng nảy hơn cả khi khuôn mặt cô ấy bị biến dạng. Để che đi vết sẹo trên trán, vợ anh đã trùm khăn che mặt cả ngày, thậm chí còn từ chối ngủ cùng với Hà Hân. Hà Hân đành cố chịu đựng một thời gian, cho đến một ngày Hà Hân bắt gặp Tiểu Huỳnh đang len lút khóc thầm trong một góc. Anh hỏi cô bé lý do tại sao lại khóc, nên cô bé chỉ im lặng không nói gì. Mãi sau này, khi Hà Hân vô tình nhìn thấy nhiều vết bầm tím khắp cánh tay cô bé, anh mới biết rằng khi anh không ở nhà, người vợ hiền dịu một thời của anh đã ra tay bạo hành Tiểu Huỳnh không thương tiếc. Hôm đó là đầu tiên hai bọn họ cãi nhau gay gắt kể từ khi kết hôn. Anh nói với cô ấy rằng mình cảm thấy cô ấy ngày càng xa lạ, nhưng vợ anh lại một mực nói rằng trong lòng anh đã có người phụ nữ khác. Trong lúc kích động, tấm khăn che mặt của vợ anh rơi xuống đất. Hà Hân rất sốc sau khi nhìn thấy khuôn mặt của vợ mình, bởi vì vợ anh cả ngày trùm khăn che mặt, thật sự đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy mặt cô ấy. Vợ gì vợ anh rất hiền lành xinh đẹp, dù sau này khuôn mặt có bị thay đổi, nhưng ít nhất cũng vẫn giữ được nét giống tới 6-7 phần, chỉ là bớt đi chút dịu dàng, nhiều thêm vài phần quyến rũ mà thôi. Mặc dù không hợp với khí chất của cô ấy, nhưng cũng không xấu. Sau này dù chán vợ có thêm sẹo, nếu mỗi lần nhìn vào anh chỉ cảm thấy tội lỗi và buồn bã, chứ không hề thấy cô ấy xấu xí. Người vợ vội nhặt khăn trùm lên mặt rồi nhanh chóng trốn vào phòng. Hạ Hân nhìn cánh cửa đóng chặt, trái tim anh giống như bị đóng băng. Kể từ ngày hôm đó, vợ không muốn gặp Hà Hân nữa. Cô ấy cứ trốn tiệt trong phòng, Tiểu Huỳnh vẫn đều đặn hầu hạ cô. Ban đầu Hà Hân muốn đưa Tiểu Huỳnh một khoản tiền để trả lại tự do cho cô bé, nhưng tiếc là Tiểu Huỳnh không đồng ý. Mỗi ngày Hà Hân đều phải tất bật với cửa hàng và vợ. Tới một ngày
cơ thể anh ta không chống chịu được nữa, đổ bệnh nằm liệt trên giường. Tiểu Huỳnh lại bận bịu chăm sóc anh. Thấy vậy, trong lòng anh càng áy náy hơn. Một đêm đó, đột nhiên anh tỉnh dậy, thấy một bóng người đang ngồi cạnh giường, nhìn chăm chăm vào mình. Hạ Hân sợ đến mức tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Bóng đen dường như không nhìn thấy sự sợ hãi của anh, cứ ngồi bất động, tư thế thanh cao nhã nhặn. Đôi mắt của Hà Hân dần dần thích nghi với bóng tối. Lúc này anh mới nhận ra, bóng đen ngồi bên giường chính là Dục Tú, vợ của anh ta, đã nhiều ngày không gặp. Dục Tú, sao em lại ở đây? Hà Hân không thoải mái hỏi. Em tất nhiên là phải ở đây rồi, hay là anh lại muốn con tiểu yêu tinh nào đó ở bên cạnh? Cơn sốt cao của Hà Hân vừa giảm, toàn thân anh vô cùng mệt mỏi. Nghe Dục Tú nói như vậy, anh vô cùng tức giận, đau càng đau như búa bổ. Dục Tú, em nói nhảm cái gì vậy? Hà Hân cau mày nói. Em nói nhảm? Dục Tú cười lạnh. Anh tưởng em không nhìn thấy sao? Anh suốt ngày tán tình Tiểu Huynh, tưởng em mù rồi sao? Tiểu Huynh? Hà Hân hơi sững sờ. Em hiểu lầm rồi, anh với con bé thì có gì được chứ, đừng có gây sự vô cớ. Em cũng không ngờ mặt mũi cô ta đã bị hủy hoại thành như vậy mà vẫn có thể câu dẫn anh hả? Dục Tú phớt lờ lời anh nói, cứ tự mình lẩm bà lẩm bẩm. Tiểu Huỳnh không hề câu dẫn anh, nó đã cứu anh, anh vẫn luôn biết ơn nó, chỉ coi nó như em gái mà thôi. Mấy lời bà Hòa nghi ngờ của vợ hoàn toàn vô căn cứ, cũng khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Em gái hả? Chắc là em gái yêu chứ gì? Người vợ gay gắt nói. Lồng ngực Hà Hân nghẹn lại. Sao cô ấy có thể suy nghĩ vớ vẩn như vậy chứ? Vì vợ mình, thậm chí anh còn bỏ tài sản quan trọng nhất của nhà họ Hạ. Dù khuôn mặt của vợ hủy hoại tới mức không thể nhận ra, anh vẫn đối tốt với cô ấy như ngày nào. Hơn nữa, khuôn mặt của Tiểu Huỳnh bị hủy hoại cũng là vì cứu cô ấy. Sao cô ấy không cảm thấy biết ơn Tiểu Huỳnh, mà còn nghi giữa anh và Tiểu Huỳnh có gian tình chứ? Nói đi chứ. Để thấy Hà Hân chuẩn bị xuống giường, Dục Tú liền nắm chặt lấy tay áo anh, không chịu buông tha nói. Em muốn nghĩ như thế nào cũng được, dù sao anh và Tiểu Huỳnh vô tội. Hà Hân mệt mỏi giải thích. Hà Hân, anh chán em rồi đúng không? Khuôn mặt người vợ bị màn che kín, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ, giọng nói tràn đầy bi thương. Hà Hân cúi đầu. Dục Tú à, chúng ta là thanh mai trúc mã, anh vẫn là anh của trước kia. Vậy em nói xem, em có còn là Dục Tú ngày xưa nữa không? Từ khi khuôn mặt vợ anh bị biến dạng, cô ấy luôn ở trong nhà họ Hạ, hầu như không bước ra ngoài. Tính tình càng ngày càng quái dị. Có lẽ ngay từ đầu, thứ thay đổi không chỉ có khuôn mặt của cô ta, chỉ là anh không chú ý tới mà thôi. Người vợ không nói gì nữa, lặng lẽ ra khỏi phòng. Bóng tối bao trùm khiến anh cảm thấy khó thở, đành nằm phịch xuống đệm và để nỗi cô đơn bao trùm lấy mình. Anh nhớ lại nhiều việc trong quá khứ. Vợ chồng bọn họ là thanh mai trúc mã. Trước khi anh phải đi học, ngày nào anh cũng chơi với cô, thậm chí còn có thể đi một quãng đường dài chỉ để mua cho cô một bức tượng nhỏ bằng đường rất đẹp. Cô thì cặm cụi giúp anh làm một con diều giấy, tới tận bây giờ anh vẫn còn giữ nó. Sau đó bọn họ từ hai người bạn nâng cấp lên thành người yêu. Thời gian ngọt ngào bên nhau đếm không xuể. Sau này, anh theo cha học cách kinh doanh tiệm thuốc, mỗi ngày đều phải về nhà rất muộn. Lúc nào cô cũng ở đầu ngõ, nhìn anh từ xa, rồi mới về nghỉ ngơi. Bởi vì anh từng nói, chỉ cần nhìn thấy em, dù anh có mệt mỏi đến đâu, cô sẽ tràn ngập năng lượng. Hà Hân đau đớn, lấy tay che mắt. Một lúc sau, anh bật dậy lao ra khỏi phòng. Anh quyết định đi tìm vợ và xin lỗi cô. Bọn họ từng là một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian. Dù gặp phải nghịch cảnh gì, cũng phải ở bên nhau. Anh đi tìm kiếm nhiều căn phòng, nhưng vẫn không tìm thấy vợ. Lúc đó, Tiểu Huỳnh nghe thấy tiếng động vội chạy ra. Thế là bọn họ cùng nhau đi tìm. Tiểu Huỳnh tìm thấy một căn phòng bị khóa từ bên trong. Sau khi đập cửa vài cái mà không có ai trả lời, cô bé nhanh chóng đi gọi Hà Hân đến. Hà Hân liên tục gõ đập cửa, nếu không có âm thanh từ bên trong, anh ta đột nhiên hoảng sợ, vội vàng đạp cửa. Sau khi xông vào thì phát hiện vợ treo cổ trên xà nhà. Đây là lần đầu tiên vợ anh tự sát. Lần này khiến anh ta hoảng sợ vô cùng,
cùng anh bà phát hiện kịp thời. Từ đó, số lần vợ anh ta muốn tự sát ngày càng nhiều hơn. Chỉ cần có cơ hội rời khỏi tầm mắt bọn họ, cô ta sẽ tự làm hại bản thân. May mắn được cứu kịp thời. Sau đó, Hà Hân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho vợ mình uống thuốc an thần hoặc trói cô ta vào ghế. Khuôn mặt của vợ càng ngày càng quái dị, dần dần trở nên hoàn toàn không giống con người. Có lẽ đây là lý do mà cô ta khăng khăng lựa chọn cái chết. Dù sao chỉ là một người bình thường thì đều sẽ khó chấp nhận được việc này. Hà Hân vẫn miệt mài tìm cách để vợ anh ta có thể trở lại bình thường. Tiêu tiền càng ngày càng nhiều. Mấy cái cửa hiệu trên danh nghĩa của anh ta đều lục tục bán đi. Chỉ còn lại nhà tổ và một số ruộng đất. Nhưng dù cho anh ta làm cách nào đi nữa, vợ anh ta mãi vẫn chưa khôi phục lại như cũ. Hà Hân ngày càng tuyệt vọng. Mặt khác, người làm trong nhà họ Hà đã sớm rời đi, chỉ giữ lại một mình Tiểu Huỳnh. Cô bé chịu thương chịu khó, cứ một mực chăm sóc bên cạnh Dục Tú. Hà Hân đã vài lần đưa tiền để cô rời đi, nhưng cô nhất quyết không chịu. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Huỳnh chăm sóc cho vợ, rồi cảnh tượng vợ phát điên chửi người loạn xạ, trong lòng Hà Hân lại càng áy náy, cô vô cùng bất đắc dĩ. Cứ như vậy, việc này như một vòng tuần hoàn chết. Anh không thể lúc nào cùng canh giữ bên người vợ mình. Cũng không còn cách nào tìm được người chăm sóc vợ. Tuy rằng Tiểu Huỳnh tận tâm tận lực hầu hạ vợ, nhưng cô ấy rất chán ghét Tiểu Huỳnh. Anh càng tỏ ra áy náy với Tiểu Huỳnh bao nhiêu, định ý của vợ anh với Tiểu Huỳnh càng sâu bấy nhiêu. Một lần nghĩ tới chuyện này, Hà Hân đều cảm thấy bất lực. Hà Hân tìm được Phong Quá Truyền cũng coi như là trùng hợp. Một ngày nọ, anh ta tới quán rượu Dài Sâu. Kết quả nghe thấy một bàn khách bên cạnh đang nói chuyện. Bọn họ nói qua nói lại, không biết tại sao lại nhắc đến một sự kiện kỳ lạ xảy ra hơn nửa năm trước. Ở huyện bên cạnh, có một bà già có con trai bị bọn ác bá đả thương. Qua một thời gian bị thương nặng, không thể chữa trị được nữa, cuối cùng người con trai đã chết. Bà ấy đi khắp nơi để đòi lại công bằng cho con trai mình, nhưng làm gì có chuyện đó. Trong lúc nhất thời nghĩ quẩn, ông theo con mèo đã nuôi mười mấy năm nhảy xuống sông tự vẫn. Vài ngày sau, thi thể của bà ta mới được vớt lên, ngâm trong nước quá lâu tới nỗi không nhìn ra hình dạng. Trong điểm là mọi người không tìm thấy xác của con mèo. Không biết là nó trốn được hay là vì do thi thể quá nhỏ nên bị bỏ sót. Bởi vì là thi thể do bị chết đuối, theo quy định cần lập tức thiêu hủy, phòng ngừa sinh ra dịch bệnh. Chỉ là tới khi người phụ trách xử lý thi thể ôm củi tới để đốt thì lại không thấy thi thể đâu. Nơi xử lý xác chết chỉ còn lại vài vũng nước, xung quanh còn xuất hiện một ít vết nước hình hoa mai. Vào đúng buổi tối ngày hôm đó, tên ác bá kia được người ta phát hiện chết ở trong nhà. Kẻ chết của hắn cực kỳ thê thảm, cả người ướt đẫm giống như chết đuối, nhưng trên cổ hắn lại xuất hiện một vết bầm tím. Sau khi cởi quần áo ra, trên người hắn xuất hiện vô số vết thương, hết vết này tới vết khác, máu thịt lẫn lộn. Nhiều vết chảy xương trên bề mặt da giống như là bị thứ gì đó sắc bén gây ra. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của thi thể trước mặt, con người lập tức liên tưởng đến bộ dạng của bà lão tự sát hôm nọ. Cảnh tượng trước mắt này không phải do quỷ nước báo thù thì còn cách giải thích nào hợp lý hơn nữa? Sau ngày hôm đó, ở địa phương lại chết thêm 3-4 người nữa. Tất cả đều là những kẻ cùng hội cùng thuyền với đám ác bá trong vùng. Cho đến giờ, chuyện thủy quái báo thù đã lan truyền ra các đường làng ngõ xóm, ai ai cũng biết. Có người khẳng định từng nhìn thấy thủy quái, mặt của nó giống như mặt mèo, đến cả hành động cũng giống như một con mèo, nên bị người ta gọi là bà lão mặt mèo. Lúc đó, không ít cụ già đều than thở nói rằng quốc gia có nạn, tất sinh yêu tà. Bà lão mặt mèo có phải là yêu tà hay không thì vẫn chưa biết chắc được. Nói bà ta là quỷ, nhưng mà bà ta lại có thực thể. Nói bà ta là yêu, nhưng mà từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên, bà ta đều ở trong hình dạng con người. Cái loại người không ra người, yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ, còn dư trong đầu những chấp niệm của kiếp trước như thế này, chung quy cũng chỉ có thể gọi nó là yêu quái thôi. Mặc dù nói những người mà bà lão mặt mèo giết đều không phải là loại người tốt lành gì, nhưng mà sự tồn tại của bà ta
còn đáng sợ hơn lũ cường hào ác bá đó. Mọi người đều tự hỏi, bà ta giết xong lũ ác bá rồi, có khi nào sẽ chuyển sang giết bọn họ luôn không? Liệu bà ta có đi lang thang ngoài đường vào mỗi buổi đêm hay không? Bà ta có ăn thịt người khi đói bụng hay không? Nỗi sợ hãi của người dân trong vùng đối với bà lão mặt mèo càng lúc càng lớn, cho nên đã góp tiền mời một thầy trừ yêu về thu phục bà ta. Nhưng đáng tiếc thay, bản lĩnh của đám pháp sư được mời về lại chẳng ra làm sao. Rõ ràng trong trấn đã tốn không ít tiền, thế mà cuối cùng chẳng những không trị được yêu mà còn kích động bà lão mặt mèo, khiến cho bà ta nổi điên tấn công đám người đến xem náo nhiệt, suýt chút nữa hại thêm vài mạng người. Về sau tìm đi tìm lại, tìm tái tìm hồi, cuối cùng bọn họ cũng tìm được phong quá truyền. Bản lĩnh của phong quá truyền đương nhiên là hàng thật giá thật rồi, cũng không biết ông ấy dùng cách gì mà dễ dàng bắt được bà lão mặt mèo như thế. Nhưng mà ông ta lại không đuổi cùng giết tận, mà chỉ thả bà ta về lại rừng sâu. Mới đầu bà lão mặt mèo còn không cam tâm, kêu gào thảm thiết ở trong núi suốt mấy ngày. Phòng qua truyền không thèm quan tâm, cứ canh gác ở cửa huyện. Bà lão mặt mèo thấy không có hy vọng vào thành, chỉ đành chui vào rừng sâu, không bao giờ xuất hiện nữa. Hai người vừa kể vừa cảm thán, cái vị phong quá truyền này đúng là có bản lĩnh thật sự. Người nói chỉ kể chuyện cho vui, nhưng người nghe hữu ý, mấy lời này lọt vào tai đương nhiên sẽ khiến cho lòng anh ta dao động rồi. Thế là anh ta lập tức quay về nhà, dặn dò Tiểu Huỳnh một vài việc, sau đó liền lên đường đi mời phong quá truyền. Hết chương 4. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Câu chuyện này khá dài, có tên là Nửa khuôn mặt của hồ ly. Sẽ còn một phần nữa mới kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.